kính thưa các thành viên trong đoàn phẫu thuật tạo hình thẩm mặt Yêu Dòng Hàn Quốc, kính thưa các quý vị đã dự tiệc trong buổi hôm nay. Để 존경하는 quý vị 여러분. Lời đầu tiên thì thay mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương xin chúc mừng và tri ân sâu sắc đến đoàn phẫu thuật Ai Dong của Hàn Quốc nhân kỷ niệm lần thứ 29 quay trở về Việt Nam. 우선은 이렇게 29년 동안 꾸준히 빈증 병원에 오시는 것은 희롱 구순구개염 동사회께서 진심으로 감사한 말씀을 그리고 환영 말씀을 드리고 싶습니다. và đồng hành cùng bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để mang lại cái nụ cười hạnh phúc cho những em bé mà không được hạnh phúc khi sinh ra. 그리고 구순구개염 걸리는 그 불안해 아이들에게 아이들을 위해서 이렇게 좋은 봉사 활동을 해주셔서 너무나 깊이 감사한 말씀을 전하고 싶습니다. 아,sự đồng hành của đoàn không chỉ mang hạnh phúc cho những em bé và những gia đình của họ mà là cũng có cái tình hữu nghị giữa Việt Nam Hàn Quốc cũng như là bộ Bình Dương và 네, 아이들이 위해서 하시는 것뿐만 아니라 더 베트남과 한국 우정 그리고 민정과 한국 우정을 위해서 이렇게 오시는 것은 다시 한번 감사한 말씀을 전하고 있습니다. 정 suốt 29 năm qua đoàn đã phẫu thuật hàng trăm bệnh nhân và mang lại cái niềm tin cho trẻ em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.